Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng hòa, đại đức tăng ni. Hôm nay chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ, xin dâng lời tất bạch Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, chúng con có nghe cổ đức dạy rằng cây có gốc mới trổ cành xanh lá, nước có nguồn mới chảy khắp rạch sông. Làm người phải có tổ có tông, con bà cha mẹ mới sinh ra thân mình. Là con cháu chúng con lúc nào cũng nghĩ tưởng đến ân đức của tổ tiên, ông bà cha mẹ, cửu huyền thất tổ, nội ngoại song thân. Bởi vì chúng con biết rằng ơn tổ tiên ngàn năm khó đáp, nghĩa mẹ cha muôn kiếp khó đền. Trong tâm thức chúng con lúc nào cũng nhớ đến công ơn ông bà cha mẹ và mong đáp và muốn được đáp đền công ơn to lớn ấy trong muôn một. Thế nhưng trong cuộc sống trần gian với muôn vàng toan bận biểu mãi quay cuồng trong cuộc mưu sinh, có đôi khi chúng con đã không thể làm tròn câu hiếu sự. Để rồi mỗi khi hạ tàn thu đến, mỗi sớm chiều lòng chúng con lại bồi hồi nhớ thương về ông bà cha mẹ cùng hết thảy những người thân hương trong cửu huyền thất tổ. Buổi chiều hôm nghe tiếng chuông chùa vang vẳng giữa tinh không, càng thấy lòng mình trống vấn điều hiu, những mong có cơ hội để đền đáp thân mân của cửu huyền thất tổ, cứu độ những vong linh thân bằng vĩ thụ còn vướng vất nơi chốn u đồ được tiêu dao về nơi tịnh cảnh. Là người Phật tử chúng con biết rằng muốn lên thờ giác phải thờ, phải nhờ thuyền bát nhã. Muốn cứu độ vong linh không gì hơn là cách cúng dường chư tăng. Hôm nay nhân ngày giỗ thứ năm của ba chúng con là hương linh độ trọng tính, pháp danh quảng tâm, sinh năm nhâm thần, nhâm thân từ trần ngày 21 tháng 9 năm Đinh Dậu, bằng tất cả tấm lòng chí thành chí kính, chúng con xin đi theo lời Phật dạy, thiết trai cúng dường để hồi hướng công đức cầu siêu cho ba chúng con và cửu huyền thất tổ nội ngoại song thân được nhẹ nhàng siêu thoát. Ngưỡng mong chư tôn đức từ bi nạp thọ cho chúng con được ân kim công đức. Nam mô Đại Hiếu Bụt Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính cửu huyền thiên niên bất tận, thờ tổ tiên nội ngoại tương đồng. Qua lời tác bạch vừa rồi của đại diện gia đình, giờ phút này chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng Đạo Hiệu Thích Trương Trí từ bi ban hóng từ cho gia đình được ân trinh công đức. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Trung Thiên.